Hello, xin chào cả nhà, chào cả nhà đến với channel của mình và lại là mình đây mọi người ơi, mình là Hưng đây. Thì hôm bữa giờ bận quá cả nhà, làm lu bu công việc hết nên bận quá, không có ít làm những chuyên mục về những cây sứ như cả nhà. Thì hôm nay Hưng tiếp tục làm về chuyên mục cây sứ như cả nhà. Thì trong trong lúc mà khoảng mùng mấy Tết đó cả nhà, thì có ông anh ông có gửi cho Hưng là khoảng một chục chậu sứ nguyên liệu của cả nhà, cho cả nhà xem đây, một chục chậu của cả nhà. Thì kêu là ghép giùm ổng, nhưng mà Hưng không có thời gian rảnh đó cả nhà. Hưng để khoảng tầm khoảng một tháng mấy nay luôn rồi, chưa có ghép ở cả nhà. Thì hôm nay thì Hưng sẽ ghép mấy cây sứ nguyên liệu này và quay, và trong quá trình Hưng ghép thì quay lại và chia sẻ với cả nhà nha. Hưng ghép tỷ lệ nó sống chắc tầm khoảng 50-60% mà cả nhà ơi, tỷ lệ sống nó không có cao đâu, tại mình vừa chơi mình vừa học ghép luôn nha cả nhà. Rồi thì hôm nay thì Hưng sẽ ghép 10 cây, chắc Hưng ghép ba màu hoa thôi cả nhà. Hưng ghép màu 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 vàng minh hoàng nè, rồi sứ kim lân nè, với lại màu đỏ nhiều lớp nè cả nhà. Thì hôm nay thì Hưng chỉ ghép ba màu hoa đó nha cả nhà, thì chia sẻ với cả nhà luôn. Thì trong quá trình Hưng ghép á, Hưng có làm sai sót gì á, anh chị mà mình chơi sứ lâu năm á, anh chị có thể là chỉ giúp Hưng với nha. Rồi cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ Hưng trong quá trình Hưng ghép thì Hưng sẽ quay lại và chia sẻ với cả nhà luôn. Rồi ok, let's go. Rồi đây là mấy cái gốc sứ nguyên liệu này cả nhà. Mấy cái gốc sứ này thì ông anh đã gửi với Hưng nè mọi người cả nhà. Thì hôm nay Hưng đợi là cũng tầm khoảng một tháng rồi cả nhà, một tháng rồi. Là lúc trước khi Hưng ghép á, là Hưng sẽ cắt nước nữa nha cả nhà, Hưng không có tưới nước gì hết tầm một tháng luôn rồi cả nhà, nên cả nhà nhìn thấy cái cây của nó khô luôn rồi nè đó, nó khô luôn, nó khô, nó rất là khô luôn nha đó, cây sứ của nó rất là khô luôn. Bây giờ là Hưng cắt mấy cái nhánh và Hưng ghép cái sứ này giống như ghép sứ một cốt luôn cả nhà, ghép sứ một cốt luôn, làm chơi là chơi giống như là chơi sứ một cốt luôn cả nhà. Rồi ok, giờ là mình cắt nhánh mà mình lấy bo và mình chiết mình ghép thôi cả nhà. Rồi bây giờ Hưng sẽ ghép cái màu hoa này nè cả nhà, màu vàng minh hoàng nha cả nhà. Một cái màu hoa này, màu vàng minh hoàng. Mà chút là Hưng sẽ cắt cái bo ở đây là Hưng ghép nè. Màu đỏ nhiều lớp nè cả nhà. Chút là Hưng sẽ cắt cái bo này, Hưng ghép lại màu kim lân nha cả nhà. Đây, Hưng sẽ ghép mấy gốc sứ đó là ba màu hoa này, ba kiểu hoa này nha cả nhà. Rồi, ok.
hồn nha cả nhà. Thì giờ chỉ là chờ đợi thôi, trong vòng tầm khoảng 10 ngày thôi nha cả nhà, 10 ngày đổ lại là cả nhà thấy cái bo nó thiếu húi là thấy xong rồi đó. Là mình ghép lại nha cả nhà, nếu mà không cúi thì là thành công, thành công nha cả nhà. Rồi ok, đây là mấy cây, đây là mấy cây mới ghép thêm nha cả nhà. Này mấy cây thì cũng anh đưa ở đây cũng vài cây nữa. Cầu mong cho thành công như ý muốn. Rồi ok, mấy cây hàng tại nó lên nè cả nhà, nó hương nó không có bị mất sức gì, chưa hai chậu nữa cả nhà.